mời quý vị và các đồng chí đến với chuyên mục an toàn phòng cháy. Chuyên mục kỳ này gồm những nội dung chính sau. Mở đầu là phóng sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phần cuối là phóng sự, thú vị bổ ích với chương trình Em làm lệnh cứu hỏa. Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay, Thừa Thiên Huế đang vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, vì vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người dân tham gia đội dân phòng, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Thừa Thiên Huế. Hôm nay, ông Nguyễn Toàn tham gia lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài phần giới thiệu về lý thuyết, ông Toàn và các thành viên đội dân phòng còn được thực hành các thao tác cơ bản để sử dụng các loại công cụ chữa cháy, cách dập tắt đám cháy và xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Việc huấn luyện những thao tác cơ bản sử dụng các loại công cụ chữa cháy sẽ giúp đội ngũ làm công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở chủ động xử lý các sự cố cháy nổ ở cơ quan, đơn vị, nhà dân và nơi công cộng khi có cháy nổ xảy ra. Trước đây thì đối với người dân địa phương cũng như chính bản thân tôi trong vấn đề chữa cháy, việc cháy mà không biết chữa, đó một điều rất khó. Nhưng hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm đến của chính quyền và kết hợp với các ban ngành cơ quan của nhà nước tập huấn cho dân người ở địa phương ở đây là được hiểu tốt, mang lại một cái kiến thức, kỹ năng và để bên cạnh đó chúng tôi đã biết, nhưng sau này còn tuyên truyền đến từng tầng người gia đình và con cô bác xóm giềng để cho họ kịp thời trong cái vấn đề mình tìm cách chữa cháy nhanh hơn. Còn đối với ông Nguyễn Duy Sơn, một người dân cũng là chủ nhà nghỉ trên địa bàn phường Thủy Vân, khi được tham gia đội dân phòng phòng cháy chữa cháy, ông rất vui mừng. Bởi việc tham gia tập huấn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy sẽ giúp ông xử lý tốt các tình huống khi không may có cháy nổ xảy ra, bảo vệ tính mạng và tài sản cho chính ông và khách hàng khi đến lưu trú. Thì qua khi ngay tập huấn hôm nay, thì cái thao tác xử lý các cái tình huống trong cái bình chữa cháy với các cái vòi nước để mà xử lý trong khi cháy nổ, thì mình thấy hết sức tự tin. Và mình cũng rất mong các cái cơ quan ban ngành hàng năm hoặc là có hàng quý để có những cái buổi tập huấn để cho toàn thể, cho thứ nhất là những người chủ doanh nghiệp và để cho mọi người đều biết cái tầm quan trọng của cái sự cháy nổ và cái hiểu biết được cái kỹ năng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.104 đội dân phòng với 10.783 thành viên. Từ năm 2021 đến nay, để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh thành lập và cho ra mắt mô hình đội dân phòng và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Mỗi thành viên trong đội đều được trang bị áo quần bảo hộ, mũ bảo hộ, bình xịt chữa cháy, v.v. và được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản các phương tiện dụng cụ chữa cháy, học và thực hành phương án chữa cháy, chuẩn bị lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra. Những lớp tập huấn được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thường xuyên ở cơ sở, qua đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần tăng cường sự chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc nếu có cháy nổ xảy ra. Qua huấn luyện cho lực lượng dân phòng thì các cái lực lượng dân phòng này cũng đã nâng cao được các cái kỹ năng, các cái kiến thức về công tác phòng cháy cháy. Do đó các cái vụ cháy xảy ra ở các cái địa bàn dân cư cũng như các cái cơ sở tại khu dân cư thì cái lực lượng dân phòng đã đóng vai trò rất là quan trọng. Lực lượng này đã kịp thời phát hiện những cái đám cháy ngay từ ban đầu và tổ chức cứu chữa rất là hiệu quả, sử dụng thành thạo các cái thiết bị đã được trang bị. Do đó là các cái vụ cháy nhỏ xảy ra thì các lực lượng dân phòng đã chủ động tổ chức cứu chữa tốt và không phải nhờ đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Song song với việc huấn luyện cho lực lượng dân phòng
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cái đơn vị cơ sở, các cái cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, ví dụ như là các cái chợ, các cái trung tâm thương mại, các cái nhà máy xí nghiệp tại các cái khu công nghiệp, và người đứng đầu cái cơ sở này cũng đã có đề nghị, đề xuất gửi đơn trình đến phòng cảnh sát phòng cháy cháy tổ chức huấn luyện, và phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã thường xuyên cử cán bộ về để tổ chức huấn luyện tại cơ sở, nâng cao cái công tác phòng cháy cháy tại các cái cơ sở. Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đã có một số vụ cháy xảy ra trong khu công nghiệp, nhà dân, gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn nắng nóng, nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc huấn luyện với nội dung, phương án gia đình sát với thực tiễn và môi trường làm việc sẽ giúp lực lượng chữa cháy cơ sở vững vàng hơn về kiến thức để áp dụng linh hoạt các kỹ năng phù hợp từng tình huống khác nhau. Qua các buổi tập huấn, lực lượng dân phòng ở xã, phường, thị trấn cũng được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức, năng lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị và các đồng chí, thoát nạn trong đám cháy, tham gia trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy, vượt chướng ngại vật, v.v. là những trải nghiệm thú vị trong chương trình Em làm lính cứu hỏa do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức cho các em thiếu nhi. Qua đó, góp phần tạo nên một sân chơi thú vị cho các em nhỏ trong mùa hè, đồng thời giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có các tình huống xảy ra. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Hội đồng khóa học, gần 70 em ở độ tuổi từ 4 đến 14 tuổi đã được đoàn viên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giới thiệu về lực lượng phòng cháy chữa cháy, xem video slideshow về sự nguy hiểm của cháy nổ, hướng dẫn các kỹ năng xử lý cơ bản khi xảy ra cháy như cách thoát hiểm, tránh ngạt khói. Sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản, các em thiếu nhi sẽ nhanh chóng tập hợp thành các trung đội trên sân và được tham gia trải nghiệm trên các xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trải nghiệm trò chơi vận động, dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, ngồi trên xe thang để chữa cháy trên cao. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng những lính chữa cháy nhí vẫn rất sôi nổi và hào hứng. Con rất vui để tham gia vào hoạt động này. Điều này sẽ giúp con nuôi dưỡng ước mơ của mình sẽ trở thành một lính cứu hỏa. Đây là năm thứ tư chương trình Em làm lính cứu hỏa với 30 khóa đã được tổ chức. Hoạt động trải nghiệm thực tế này đã được nhiều em thiếu nhi và các giáo viên, phụ huynh đánh giá là hấp dẫn và bổ ích, góp phần trang bị cho các em thiếu nhi những kiến thức cần thiết, tính chủ động, cách xử lý vấn đề linh hoạt khi rơi vào tình huống nguy hiểm, kỹ năng làm việc nhóm, biết lắng nghe, quan sát, đoàn kết trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình Em làm lính tập đoàn lính cứu hỏa là một chương trình rất là bổ ích, và khi đến với cái chương trình này thì mong muốn khi mình dẫn con mình tới đây thì mong muốn con được hiểu hơn về cái ngành nghề của những cô chủ làm trong lĩnh vực lính cứu hỏa rất là vất vả và cũng rất là vẻ vang. Rồi cháu được học ở đây thì được trải nghiệm ở đây thì cháu sẽ được rèn luyện thêm rất nhiều kỹ năng, được mạnh dạn hơn và trong cái khả năng hành trình học và đồng sống của mình. Đây là chương trình mà vui, bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các cháu trong dịp hè. Sau một thời gian học tập vất vả, tôi rất muốn các con của mình sẽ được tham gia nhiều chương trình khác để các con trải nghiệm được nhiều hơn. Mục đích của chương trình trải nghiệm Em làm lính cứu hỏa nhằm tạo sân chơi bổ ích trong mùa hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, giáo dục, trang bị một số kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và sự cố cho các em, cũng như kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho lứa tuổi học sinh trên bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mô hình bởi mẹ này được sự đồng tình ghi nhận của quý phụ huynh cũng như một số nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó để giúp cho nhà trường cũng như phụ huynh biết được các giải pháp, các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cũng như gia đình. Đối với các em học sinh lứa tuổi này thì nhận thức các em còn hạn chế so với độ tuổi người lớn, nên đòi hỏi báo cáo viên cũng như các huấn luyện viên phải truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất, dễ hiểu nhất, dễ thực hành để các em nhìn nhận nhanh nhất và từ đó các em thực hành khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
tuy chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng chương trình Em làm lính cứu hỏa đã trang bị cho các em những kỹ năng sống cơ bản và cần thiết nhất trong cuộc sống, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Đồng thời, bằng những trải nghiệm cụ thể, chương trình cũng đã góp phần giúp các em ấp ủ, hình thành những mơ ước, trở thành công dân có ích trong tương lai. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương mục An toàn phòng cháy kỳ này. Cảm ơn quý vị, các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.